chào quý vị khán giả. Và đây chính là người bạn đồng hành của Ốc trong suốt thời gian qua. Xin chào Dr. Khỏe. Xin chào người dẫn chương trình xinh đẹp. Chào khán giả thân thương. Dr. Khỏe ơi, hôm nay Dr. Khỏe bộ tính giới thiệu về chương trình ẩm thực hả? Sao lại chọn không gian như thế này? Hôm nay chúng ta không nói về những cây thuốc trồng ngoài vườn. Vậy thì chúng ta sẽ nói về vấn đề gì nào, Dr. Khỏe? Để coi, bây giờ thời tiết đang mùa đông đúng không? Ừ, đúng rồi. Đây là giai đoạn chuyển mùa, sắp tới sẽ là mùa đông. Mà cái thời điểm này mọi người rất là dễ bệnh. Hay là, Dr. Khỏe ơi, hôm nay Dr. Khỏe chia sẻ về một loại thực phẩm nào đó để giúp mọi người tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người trong mùa đông này đi. Ốc Thanh Dân muốn biết về loại thực phẩm tốt cho sức khỏe vào mùa đông sao? Xin mời nhân vật chính xuất hiện! Hello Giá Đỗ, trông em thật là tươi tắn và quyến rũ. Nào Giá Đỗ, hãy nói công dụng của con cho chị Ốc và khán giả biết đi. Trông em thật quyến rũ bởi khi em nảy mầm từ đậu xanh hoặc đậu nành. Trong cơ thể em chứa lượng lớn protein, chất béo và carbonhydrate, natri, phospho, sắt, canxi và vitamin A, B1, B2, vitamin C, vitamin D, vitamin E, rất tốt cho cơ thể. Chính nhờ những thành phần này, Giá Đỗ giúp cho cơ thể được cung cấp một lượng dinh dưỡng cao, nhiều vitamin, tăng chất đề kháng trong mùa đông. Wow, nhìn Giá Đỗ thiệt là móng manh, khẳng khiu, nhưng mà không ngờ, nhỏ mà có vỏ đó nha. Tất nhiên rồi. Ngoài ra, Giá Đỗ còn có công dụng gì nữa hả Dr. Khỏe? Khi Ốc Thanh Dân dẫn chương trình mà bị khàn tiếng thì lấy Giá Đỗ ngâm nước sôi uống sẽ hết khàn tiếng ngay. Em còn có công dụng là loại bỏ chất độc có trong cơ thể trong quá trình ăn uống, sinh hoạt mà con người vô tình nạp phải nữa đó nha chị Ốc. Hay quá Giá Đỗ ơi, đây chính là một thông tin vô cùng thiết thực và cũng là sự lo lắng của rất nhiều người. Khi mà chúng ta không thể nào tự tay chế biến thực phẩm hoặc là tự tay trồng các loại rau củ quả thì khi ăn rất dễ bị nhiễm độc. Chính vì vậy, Giá Đỗ sẽ giúp chúng ta giải được một phần độc tố mà lỡ cơ thể nạp phải do thực phẩm bẩn mang lại. Nhưng mà chị Ốc phải chọn những cây giá chân chính như em nha. Ủa? Giá Đỗ chân chính là sao ta? Nghĩa là giá sạch, không phải là do phun thuốc ngâm hóa chất cho to, tròn, mập mạp, trắng phao phao. À ha, hiểu rồi, hiểu rồi. Chính vì vậy, nếu thực phẩm nào không thể tự tay nuôi trồng tại nhà, thì quý vị khán giả phải lựa chọn những nơi bán uy tín và phải biết cách nhận biết thực phẩm an toàn nha. Chị Ốc và khán giả cũng lưu ý, vì em có tính mát, hàn nên không ăn vào lúc bụng đói, không tốt cho dạ dày đâu nha. Nhớ kỹ nha. Quả là những thông tin vô cùng hữu ích đúng không quý vị khán giả? Cảm ơn Dr. Khỏe, cảm ơn Giá Đỗ nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tạm biệt quý vị khán giả thôi nào. Xin tạm biệt quý vị. Tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.